ở tập trước, Dương cô nương giao chiến với ông bán kem nhưng thất bại. Người bạn của cô đã thay cô làm pháp sư và chiến đấu với ông bán kem. Lúc này, ông bán kem lại biến thành ông già Noel ma quái. Trong lúc giao chiến, người bạn của Dương cô nương bị ông già Noel ma quái biến thành con chó. Dương cô nương đã tìm cách cứu, đó chính là hóa thân thành bạn gái ông bán kem để lừa lấy chiếc súng. Cuối cùng, cô cũng cứu được người bạn của mình. Nhưng từ đâu xuất hiện Slenderman tập chiến, triệu hồi bé San và cuộc chiến với Slenderman. Ngon nhở? Cậu có tin trên đời này có quái vật Slenderman không? Quái vật Slenderman á? Ừ. Là cái gì? Cậu không biết quái vật Slenderman luôn? Không. Ôi dồi ôi, vậy thì để tôi kể cho mà nghe nhá. Ừ. Slenderman ấy mang thân hình của một người đàn ông dị biệt. Dị biệt đó? Ừ, tức là đầu trắng toát này, không có mặt mũi gì cả. Không có mặt mũi luôn. Không mặt mũi, không cái gì cả. Không những thế nhá, Slenderman có rất nhiều sức mạnh. Ví dụ như là điều khiển con người này, hoặc là cho con người rơi vào cái ảo giác để ông ấy sai khiến con người làm những cái điều mà ông ấy muốn. Thế á? Ừ, kinh lắm. Sợ nhờ. Không, cứ kể cho mà nghe. A few moments later. Đấy, kể ra thì nghĩ cũng thương. Cậu thấy sợ không? Này, cậu thấy sợ không? Sợ quá. Phải ban nó thôi. Sợ quá. Phải ban nó thôi. Ban cái đầu cậu ấy. Nó ở đây đâu mà ban. Đi về nó con. Đi. Thử đổi cái dép. Đi. Mia, hả? Cậu thấy lạnh ở đằng sau gáy không? Tớ cũng thấy hơi lạnh thật. Đây là đúng thế, là nó đấy. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Cậu điên. Đây là lúc nào rồi mà cậu còn đùa? Chị đây là ai? Đây là ai không? Slenderman vừa nãy tôi kể cho cậu đấy. Lúc đấy tớ ngủ quên, tớ không nghe thấy. Rồi là tớ đấy mà. Cậu bị Slenderman điều khiển rồi, tỉnh lại đi Mi. Im mồm, con này mày lắm mồm nhỉ? Im mồm ngay. Mi, tớ xin lỗi. Đi. Mi, tớ xin lỗi, tớ đi đây. Chết rồi, bây giờ phải làm sao để cứu Mi bây giờ? Pháp sư, đúng rồi. Pháp sư bất kể dù ma hay là quái vật đều có thể tiêu diệt được. Vâng, ok. Vâng. Tôi nhất định sẽ mang mắt của nó về cho chủ nhân ạ. Tôi thấy người đi hôn rồi này. Bây giờ tôi đi làm đi đây. Giờ ta sẽ bóc mắt người ra. Mình phải đi cứu Mi chứ. Sao lại ngủ như thế này? Người đã. Ta sẽ tìm cơ hội khác. Sao không có cái mục nào là tiêu diệt Slenderman nhở? Bé San. Yeah. Bé San.
ơi, giúp chị với. Ok, để em tay. Dạ, cho tôi xin ít thời gian là tôi sẽ mang đôi mắt đấy về cho ông ạ. Vâng, vâng ạ, vâng ạ. Bé Giang ơi, nhanh lên. Ok, em tới luôn đây. Kìa chính là Slenderman. Đấy, bạn chị đang bị thu nhỏ kìa. Thế để em dùng sức mạnh của em đây. Xem đi. Nó bị trọng thương rồi. Đúng là rõ, sức mạnh của em mà. Em có làm sao không? Em không sao. Nhưng mà không ngờ sức mạnh của Slenderman mạnh hơn rồi. Đã đến lúc phải dùng đến bảo vật này rồi. Bảo vật? Kiếm. Đây chính là bảo vật có ra này nha. Chỉ cần phi vào Slenderman sẽ khiến tổn thương. Thật vậy sao? Thế thì em phi nó luôn đi. Sao không phải là chỉ chứ? Để em. Cố lên bé Sam. Bé Sán ơi, nó chạy đi rồi. Dạ đó. Nhưng mà con bạn chị nó đi mất rồi thì làm sao bạn chị trở thành bình thường được? Việc gì khó đã có Sán. Sao đau đầu thế này nhỉ? Sao tự dưng mình lại thành bé tí như thế này? Dương ơi, Dương ơi, Dương ơi, cậu ở đâu? Dương ơi, Dương ơi, cứu tớ! Sao tớ lại bị như thế này? Ui, cậu bị Slenderman điều khiển xong rồi biến cậu thành nhỏ như thế này đấy. Còn đây là em là bé sao? Em là bị thuật tớ đúng chỉ đó. Hay quá, vậy em biến chị thành người bình thường đi. Bé Sam biến đi thành bình thường nhá. Ok, em sẽ cố gắng. Ok. Anh thành người bình thường rồi. Cảm ơn bé Sam nhiều lắm nhé. Không có gì, nhưng mà rồi em mẩn mất yên tơ rồi. Có gì là em phải đi đây. Ok, chị cảm ơn em nhé. Bye bye em. Không có gì, con đi gọi em nha.